Thưa quý vị, đáp lời mời từ Chủ tịch Tông phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức có chuyến thăm và làm việc tại Hàn Quốc. Sáng ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Tịnh độ Hội Hòa thượng Pom Jun nồng nhiệt đón tiếp Hòa thượng Chủ tịch và Phái đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Hàn Quốc. Bên ngoài sân bay thủ đô Seoul, tăng ni Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc vô cùng hoan hỷ cùng đón chư tôn giáo phẩm quang lâm. Tháp tuần Hòa thượng Chủ tịch có chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Huệ Thông, đồng phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng 2 Trung ương, giám các phó văn phòng 2. Theo lịch trình, Hòa thượng Chủ tịch sẽ có buổi gặp gỡ chính thức với Hòa thượng Jin Woo, Chủ tịch Tông phái Tào Khê, tông phái lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc. Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ôn lại lịch sử ban giao Phật giáo giữa hai nước, và đó chuyến thăm này nhằm để gắn kết mối thâm tình cũng như kết nối các hoạt động Phật sự vì nhân sinh của Phật giáo Việt Nam và Hàn Quốc. Nhân dịp này, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng có lời mời Hòa thượng Chủ tịch Tông Tào Khê sang thăm Việt Nam trong thời gian sắp tới. Hòa thượng Jin Woo, Chủ tịch Tông Tào Khê cũng đã có lời thăm hỏi sức khỏe chư tôn đức trong phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng mong mỏi rằng sau cuộc gặp gỡ cấp cao ngày hôm nay, Phật giáo giữa hai nước đã có thêm những buổi làm việc chung để bàn cụ thể hơn những vấn đề hợp tác các hoạt động Phật sự. Hòa thượng cũng cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc với hơn 200.000 người cũng rất cần sự chăm sóc về đời sống tâm linh nơi đất khách. Sự hợp tác giữa Phật giáo của hai nước chắc chắn sẽ mang lại những đóng góp và thành tựu lớn. Trong buổi chiều cùng ngày, phái đoàn sẽ thăm Hòa thượng Pom Jun, Chủ tịch Tịnh độ Hội. Được biết, đây là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến Hàn Quốc nhằm thúc đẩy nâng tầm quan hệ ngoại giao, chia sẻ các kinh nghiệm hành đạo, kết nối và hợp tác các hoạt động Phật sự trong bối cảnh hội nhập toàn cầu giữa Phật giáo hai nước.